biết hết trơn, giỏi thiệt luôn. Hiển thị tổng tiền. Hai chấm sáu, hiển thị tổng tiền của các hóa đơn group buy nhân viên. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ select tổng tiền của hóa đơn. Nó có mã nhân viên. Vậy chỗ này mình ghi select tổng tiền đúng hay sai? Rồi, từ từ nha. From hóa đơn where hay là group group by mã nhân viên đúng hay sai? Hả? Coi kỹ nha. Bây giờ nè, mình chỗ này tạm thời, khi mà bạn biết đúng hay sai, vui lòng làm cho thầy cái câu này. Vui lòng làm cho thầy câu này. Select sao from hóa đơn order by mã nhân viên. Rồi, chạy cái câu này giúp cho thầy. Đây, nhìn kỹ nè. Nhân viên 01 có một hóa đơn, hai hóa đơn, ba hóa đơn, 4, 5, 6. Nhân viên 01 bán đến 6 hóa đơn. Mà nếu cái câu ở dưới của bạn, bạn select tổng tiền hóa đơn mã nhân viên. Chỗ này mình coi tổng tiền nhé. 10 triệu, 20 triệu là 30 rồi. 35. À 50 chứ. À 80 rồi, chạy thử coi. Chạy thử coi. Nó làm sao? Tại vì sao? Tại vì cái nhân viên này nè, người ta bán nhiều hóa đơn mà, sao mình tổng tiền được? Thực ra chỗ này cái chữ tổng này nè, nó làm cho các bạn nhầm tưởng rằng đã tổng rồi. Nhưng mà thực chất chỗ này là sum tổng tiền. Tổng của tổng tiền. Tổng tiền này là tổng tiền của từng hóa đơn. Còn cái sum này là sum theo nhân viên. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chạy lại. Nhìn vậy coi được không? Hả? Được luôn á hả? Coi vậy sao được? Coi vậy sao đặng? Giờ sao làm gì nữa? À, thêm gì nào? Bây giờ chỗ này đến bài này chúng ta truy vấn trên một bảng thì chúng ta chỉ có thể thêm mã nhân viên hết. No. Đến bài này chúng ta chỉ có thể như thế thôi. Và chỗ này chúng ta sẽ có tổng tiền. Chỗ này chúng ta sẽ có mã nhân viên. Và khi chúng ta chạy lại, chúng ta thấy chỗ này nó có ý nghĩa ha. Chứ còn lúc nãy là nó không có ý nghĩa, nhìn vô không biết là cái gì. Đây, mã nhân viên, tổng tiền, được không?
được không nào? Và giả sử ở chỗ này, nếu người ta nói là bạn phải sắp xếp tổng tiền tăng dần, làm sao? Thử coi nào. Mình đã làm được tổng tiền cho mỗi nhân viên rồi đó. Nhưng đề người ta lại yêu cầu thêm tổng tiền này nè, sắp xếp tăng dần dùm cái. Rồi, thử nha. Chỗ này mình đã rút bài xong rồi. Order by cái gì? Ok, nghe em luôn. Order by sum tổng tiền. Thử coi nha. Nhân viên 01 của mình bây giờ là nhiêu đây? 110 triệu 500 ngàn. Xem thử tí nữa nó có đúng con số 110 triệu không. Chạy lại bài này nhé. Nhân viên 01 có tăng không? 110, 166 và bạn cuối cùng là 294. Đúng không? Bây giờ mình sắp giảm dần cái coi. Hai chín tư cao nhất. Ủa sao nó dễ vậy ta? Dễ không? Dễ mà. Cứ nghĩ gì làm đó thôi. Nãy giờ mình nói gì mình ghi đó mà. Đúng không nào? Mấy ông chú này không làm gì chỗ này vậy? Nãy giờ thầy làm gì? Hả? Hôm sau mà thầy đang giảng mà bấm điện thoại là thầy tịch thu điện thoại nha. Xung công quỹ nha. Gọi là xung công nha. Trời ơi, học hay quá trời vậy mà không nghe, không làm rồi mai mốt rồi code không được rồi la rồi môn này khó quá. Dễ quá trời dễ luôn mà. Ủa gì Sơn hả? Tên gì? Hả? Đại sách hả? Anh hả? Sao nghe cái tên lạ quá ta? À Sơn ngồi dưới đúng không? Không có ấn tượng gì luôn á. Rồi nãy giờ làm cái gì? Gãi cái gì đâu, có mấy cọng tóc gãi rớt hết bây giờ.